Mấy ngày qua, dư luận tại Nghệ An lại xôn xao về việc Ủy ban Nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng nhà điều trị, khu cách ly chống dịch COVID-19 với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã kết thúc từ lâu. Nhiều ý kiến cho rằng dự án này không phù hợp, không cần thiết, gây lãng phí. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Dịch bệnh COVID-19 đã kết thúc từ lâu, nhưng tháng 8 vừa qua, Ủy ban dân xã Nghi Ân mới ra quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, nhà điều trị, khu cách ly chống dịch COVID-19. Và ngày 12 tháng 10 vừa qua, xã Nghi Ân tiếp tục ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, phần xây dựng công trình với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Nghi Ân cho rằng tên dự án có sự sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản. Quyết định mà anh em nó toàn thảo so với cái quyết định phê duyệt của thành phố về mặt quy hoạch ấy, cũng như là thẩm định, nó có thiếu cái cụm từ phía sau, đó là mở đóng ngoặc COVID-19 ... nó bao gồm các loại dịch nếu có xảy ra. Thế thì cái vấn đề mà nó chưa đảm bảo cái yêu cầu và chưa đạt được cái văn phong và văn bản ấy, thì Ủy ban Nhân dân sẽ có cái tiếp thu để điều chỉnh cho nó phù hợp. Được biết, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, xã Nghi Ân đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà điều trị, khu cách ly chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thế nhưng phải đến năm 2023, địa phương này mới hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai dự án. Nhà điều trị, khu cách ly chống dịch COVID-19 sẽ được xây dựng ngay trong khuôn viên trạm y tế xã với quy mô 7 phòng. Để làm cái khu điều trị, kể cả không có Covid nữa thì cũng là để làm một cái khu điều trị để sau này khám sức khỏe cho dân, cũng là có lợi cho dân. Xây dựng cái nhà để làm nơi điều trị của Đảng, phục vụ nhân dân, trước mắt là phục vụ nhân dân. Còn sau này nếu có dịch thì nơi đó là khu cách ly. Chính quyền địa phương khẳng định việc xây dựng nhà điều trị, khu cách ly chống dịch COVID-19 sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người dân địa phương, bởi trạm y tế xã được xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được đầu tư xây mới.